Xin chào mọi người và nhất là các anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với các anh các chị về vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà các anh các chị là người phạm thái tuế. Cho nên những cái người mà phạm thái tuế thường thì sẽ có là nam sao xấu, nữ sao tốt, hoặc là cả hai cùng sao xấu hết. Ngược lại là nữ sao tốt, sao xấu, nam sao tốt. Tất cả những cái tuổi như là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, bốn cái tuổi đó thì sẽ phạm thái tuế. Tuần tự là Sửu là trực thái tuế, tức là năm tuổi luôn. Mùi là xung thái tuế, Tuất là hình thái tuế, và Thìn người ta còn gọi là phán thái tuế, còn không là phạm thái tuế. Thì người Bính Thìn đó, dù rằng là năm này không phải là năm tam tai, nhưng mà lại cả nam lẫn nữ thì đều có những cái sao chủ của năm không được tốt đẹp. Nam thì có La Hầu đệ nhất phá tinh dịch cho nam, và nữ có Kế Đô đệ nhất phá tinh dịch cho nữ. Cho nên trong cái năm này mọi chuyện cũng không có gì là tốt đẹp hơn cái năm Canh Tý năm 2020 là mấy. Dù rằng là năm trước có cái chữ Bính khắc chữ Canh, tuy nhiên là Bính khắc Canh thì là mình khắc công việc vẫn còn có cái nhiều cái điều mà có thể xoay chuyển được. Tuy nhiên qua năm nay thì đặc biệt là cái tháng 3 âm lịch là rất không tốt đối với tất cả các người Bính Thìn cả năm lẫn nước mạng. Để mà có cái vận hạn 6 tháng cuối năm một cách mà hoàn chỉnh thì mình phải xét xem nội tại sao mạng vận niên nó ra sao, sau đó mình sẽ ứng dụng. Đầu tiên thì như đã nói, nam có khung tinh La Hầu rất xấu, mang đến những cái mâu thuẫn rối rắm cho cuộc sống của các anh. Bên cạnh đó còn dễ đau ốm bệnh tật trong cái năm như thế này. Hạn của năm là hạn tam kheo, một trong những cái hạn là tiểu hạn của cái hạn của hàng năm. Chủ yếu xấu về xây sát tay chân, cẩn thận đề phòng những cái vật sắc nhọn một tí xíu thôi, không có vấn đề gì hết. Vận niên của năm là một vận niên cực xấu, đó là vận niên Cẩu Cuồng Phong. Đây là vận niên báo hiệu một năm không được may mắn cho công việc, tài lộc cũng không được tốt. Làm ăn nên giữ nguyên cái cũ, và đặc biệt là tránh xa cái gì đó có liên quan tới đỏ đen. Năm nay giữa năm có Euro ha, vài bữa nữa có Euro. Nếu mà chọn kèo trên, kèo dưới nó ra kèo giữa chắc luôn á. Đó, đừng có rớ vô đỏ đen, năm nay là không tốt. Còn nữ mạng thì có sao Kế Đô, một hung tinh có thể nói bậc nhất đối với nữ. Sau này đem đến đau ốm trở ngại trong công việc kinh doanh, đề phòng kẻ tiểu nhân phá hoại gây thị phi. Cẩn thận có thể trắng tay dẫn đến chuyện quan sự. Và xấu nhất của người Bính Thìn nữ mạng là tháng 3 và tháng 9. Hạn là hạn thiên tinh, đề phòng chuyện tranh chấp rối ren nạn tai. Hạn của năm đối với nữ còn nặng hơn hạn của năm đối với nam. Còn vận niên thì khá giống với nhau, khi nào vận niên Cẩu Cuồng Phong, một trong những cái vận niên rất là xấu, không tốt trong mọi việc, tài lộc cũng không được tốt, công việc làm ăn thì hãy nên giữ như cũ, đường cũ mà đi, đừng có cố vùng vẫy sinh ra cái mới thì cũng không được gì, còn mất mát thêm. Đó là nhìn cái tử vi vận niên sao hạn thì xấu đều như nhau đúng không, thậm chí nữ xấu hơn nam một tí xíu. Bây giờ mình vận vào cái 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021 thì nó ra sao. Đầu tiên hết là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn của người Phật giáo. Và tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu chính là tháng Bính Thân. Tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng là đây là tháng tương sinh về bổn mạng, hỏa sinh thổ của các anh các chị. Thì như vậy là khi mà hỏa tương sinh về bổn mạng thì tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lợi mà phát huy cái tốt của mình. Thiên can chữ Bính của Bính Thân và chữ Bính của Bính Thìn là đồng hàng, công việc thuận thành hanh thông, nhiều thuận lợi. Ok, tốt. Địa chi Thân, tháng Thân gặp tuổi Thìn là Thân Tý Thìn, nằm trong cái bộ tam hợp. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn,
không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy thì đây là tháng có vẻ là tốt đẹp ha, nhờ có bản mệnh được tương sinh. Địa chi thì có tam hợp, thiên can thì đồng hàng. Như vậy tháng 7, tháng cô hồn, với ai thì không biết chứ mà với người Bính Thìn thì không phải là tháng cô hồn ha. Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021 là tháng Đinh Dậu. Mà tháng Đinh Dậu tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mạng cũng không khác gì tháng 7, khi hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho phúc tinh và tài tinh, tốt cho sức khỏe bổn mạng của cái người Bính Thìn nam nữ mạng. Thiên can thì Bính Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Bính lẫn Đinh thì được nạp âm ngũ hành hỏa, cho nên đây là thiên can tốt đẹp, không có vấn đề, thậm chí là thiên can này có tài lộc, nhưng không tốt bằng tháng 7 thôi. Địa chi thì thật sự là còn tốt hơn tháng 7 nữa, khi tuổi Thìn gặp tháng Dậu là tháng lục hợp với tuổi. Đây là cái mấu chốt, có thể nói là tốt cho gia đạo tình cảm, thậm chí là tốt cho công việc. Tháng này rất dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong mọi việc lớn nhỏ, nếu như mà mình gặp bế tắc. Đây là tháng sẽ có thuận lợi cho cả người nam lẫn nữ mạng, nhưng nam sẽ tốt hơn là nữ, do là cái vận cái hạn của năm của nam nhẹ hơn, chỉ là hạn tam kheo thôi. Rồi tiếp tục là tháng 9, tháng mà cái sao kế đô nó sẽ hoành hành mạnh đối với người Bính Thìn nữ mạng, cho nên xem cẩn thận như thế nào. Tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu là tháng Mậu Tuất, là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh là mộc của tháng khắc thổ của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng xấu, đề nàng đề phòng những cái tai nạn, bệnh nạn có thể phạm thân, gây nguy nan tới bổn mạng. Đây là tháng bị tương khắc về bổn mạng, cho nên phúc tinh và tài tinh sẽ suy yếu, phá và bại tinh sẽ hoành hành mạnh hơn. Chính vì vậy cái sao kế đô của nữ nó sẽ phát hành mạnh hơn, cẩn thận về sức khỏe và bổn mạng luôn. Thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Mậu nạp âm ngũ hành là thổ, Bính là hỏa. Như vậy đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất của thiên can. Đây là tháng dễ suy hao tài lộc, đặc biệt đối với nữ mạng thì suy hao tài lộc lớn hơn là nam mạng ha. Hoặc là đây là cái suy hao tài lộc có cái sự tính toán của các anh các chị. Địa chi thì càng lại xấu hơn. Đây là cặp địa chi lục xung, khi Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Tuất ở sát nhau trong bộ tứ hành xung, người ta còn gọi là chính xung hoặc là lục xung, cho nên là sẽ đem đến nhiều điều xấu ở trong công việc, gia đạo, thậm chí là những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp làm ăn sẽ có chút khó khăn. Nhớ cẩn thận cái tháng này, gặp chuyện thì nên nhịn nhục để cho mọi chuyện nó qua êm xuôi. Tiếp tục là tháng 10, tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi, tháng 10 âm lịch là tháng Kỷ Hợi của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc, như vậy cũng không khác tháng 9, khi mà sao mộc khắc thổ của bản mệnh, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn, có thể là tai nạn phạm thân, nguy nan tới bổn mạng của mình ha. Thiên can Kỷ Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, khá giống với lại tháng 9, khi là Mậu Kỷ thuộc thổ, Bính thì thuộc hỏa. Đây là thiên can ngũ hành, thiên can bị sinh xuất, có thể đây là tháng tiếp tục gây hao tốn về tài lộc, nhưng không quá lớn, hoặc là nằm trong cái suy nghĩ, cái tính toán ban đầu của mình là phải chấp nhận suy hao ha. Rồi địa chi Thìn Hợi là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khác nhau. Đây là cặp địa chi êm ả hơn, tốt đẹp hơn cái cặp địa chi Thìn Tuất ở trong cái tháng 9, cho nên là đây là tháng không phải lo lắng về gia đạo tình cảm cũng như cái mối quan hệ xã hội gây khó khăn cho mình. Tiếp tục là tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mạng, tháng thổ của năm thổ gặp mệnh thổ thì không phải lo lắng về bổn mạng và sức khỏe. Thậm chí những cái tháng như thế này sẽ tốt cho phúc tinh và tài tinh của người Bính Thìn, phần nào hóa giải bớt cái la hầu và kế đô đi một chút. Tuy nhiên thiên can thì không được tốt đẹp, khi chữ Bính của Bính Thìn khắc chữ Canh,
của Canh Tý. Thiên can khắc tháng 6, công việc cẩn trọng, có kẻ phá toái, thậm chí là dễ đáo tụng đình. Rồi Tý Thìn, tháng Tý, người tuổi Thìn gặp tháng Tý là cái nhóm tam hợp thân Tý Thìn. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, bởi cái tam hợp này sẽ phần nào hóa giải bớt cái sự khó khăn của Bính Hình Canh. Hy vọng là như vậy. Nếu như mà gặp cái sự khó khăn, đôi khi sẽ có được, không phải ai cũng vậy, có thể là có người có cái phúc phần, sẽ có người có phúc nhân hoặc là quý nhân đến giúp đỡ mà vượt qua cái hạn của mình. Tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng 12 âm lịch, tháng Tân Sửu, tháng Chạp, tháng Sửu, năm Sửu, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu luôn. Cái năm Tân Sửu đặc biệt như vậy, thì tháng Tân Sửu thì nó vẫn là tháng Thổ. Xét về trụ mệnh cũng giống tháng 11, tốt về sức khỏe khi mà người mệnh Thổ gặp tháng Thổ của năm Thổ. Ok, ổn, không có đề. Thiên can thì thật sự là nó tốt đẹp khi chữ Bính của Bính Thìn hợp với chữ Tân. Đây là cái mốc thiên can thuộc ngũ hợp, công việc thuận thành hanh thông, dễ có tài lộc lớn. Đó là cái điều mà tích cực ha. Còn cả tháng 12 gom của lại ăn Tết. Địa chi Thìn Sửu, Thìn Tuất Sửu Mùi, đây là cái bộ tứ hành xung, nhưng không phải chính xung, nên gia đạo tình cảm cũng cẩn thận, những cái va chạm nhỏ, các mối quan hệ cũng không có quá khúc khắc để mà gây cái thiệt hại to lớn gì đến với cái người Bính Thìn. Tuy nhiên tổng thể thì là người Bính Thìn nữ mạng sẽ xui hơn người Bính Thìn nam mạng một chút ở những cái nạn, những cái bệnh, cho nên người Bính Thìn nữ mạng cẩn thận nhiều một tí hơn người nam. Nhìn chung thì bên cạnh những cái khó khăn ở trong cái tháng những cái tháng cuối năm, năm Tân Sửu năm 2021, do cái hai cái hung tinh La Hầu và Kế Đô cho nam lẫn nữ Bính Thìn, thì cũng có những cái tín hiệu tích cực ở trong cái công việc và tài lộc. Hy vọng rằng những cái chia sẻ thông tin về tử vi vận hạn của năm Tân Sửu vừa rồi của mình sẽ giúp các anh các chị định hình được rằng mình nên cương, nên nhu ở tháng nào. Theo mình thì nên cương ở tháng 7 và tháng 8. Tháng 9 thì nên xui lại một tí xíu thì vẫn hay nhất, đúng không? Để có một cái năm Tân Sửu, năm gọi là Phạm Thái Tuế của mình thành công tốt đẹp. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.